về chỉ định thì thường hay chỉ định đối với những cái trường hợp mà đau ở vùng tử cung nữ, những cái đau bất thường người ta không xác định được nguyên nhân, hoặc là người ta đã xác định nguyên nhân ở trên siêu âm thì người ta cũng cần xác định lại trên các đơn vị tính, nó thường phù hợp với những cái bệnh cảnh bất thường, những cái tổn thương đau tử cung và những cái tổn thương viêm, chẳng hạn như viêm tử cung phần phụ, áp xe, những cái bệnh ngủ của quá trường, hoặc là một số những cái trường hợp thăm khám những cái khối u, và đặc biệt là những cái mà cơ sở không có phòng từ thì các đơn vị tính nó cũng vẫn thăm khám cũng khá là có giá trị giúp cho đánh giá cái mức độ, đánh giá toàn diện của tổn thương cũng như là những cái xâm lấn xung quanh. Về chẩn đoán nguyên nhân thì nhìn chung đối với lại chụp các lớp vi tính của cái vùng tử cung thì cũng không cần phải chẩn đoán gì nhiều. Đấy. Khi mà tiêm thuốc thì bệnh nhân cũng có thể phải đi ăn giống như là những cái thăm khám khác mà thôi. Mình có thể uống thuốc cải quang để phân biệt xem là cái tổn thương này có phải tổn thương tiêu hóa hay là những cái tổn thương của các cái tạng khác. Đôi khi mà nó dính với nhau thì cũng phân biệt được thì uống thuốc cũng có thể là cái phương pháp để giúp phân biệt. Nhưng mà thường là sau khi thăm khám rồi người ta không đánh giá được thì người ta mới bắt đầu có thể cho uống. Nên nhịn tiểu thì không bắt buộc, nhưng không giống như cổng từ, cổng từ mà các bạn để tăng tăng quá người ta nằm ở trong da nó lâu khoảng 30 phút thì người ta rất là buồn và người ta không làm yên được thì đấy nó cũng khó. Nhưng mà đối với các bệnh tính thì cũng rất là nhanh cho nên không bắt buộc, tuy nhiên thì cũng không nên để quan xẹp quá. Khi mà là quan xẹp thì nó lại khó phân biệt với lại là một số cái tổn thương có phải thành là quan hay không. Dùng thuốc giảm tự động đối với cổng từ thì cái dùng thuốc giảm tự động khá là tốt để cho nó làm nhiễu đỡ nhiễu, nhưng mà đối với các đơn vị tính cũng cần thiết. Nếu muốn đánh giá tốt cái vùng cổ thì khung ấm đạo thì có thể đeo, nhưng tuy nhiên là cái thăm khám khẩn cấp của cái sản trậu kể cả cổ ấm đạo và cổ tử cung thì các đơn vị tính nó cũng khá là khó. Đấy, nhưng vai trò của siêu âm tốt hơn, cổng từ tốt hơn và thậm chí là người ta thăm khám qua đường dưới. Còn nếu như đã biết cái tổn thương ở mình đã định hướng được cái tổn thương ở thấp rồi thì mình không cần phải cần các thiết bị tính nữa. Tuy nhiên thì đôi khi là một là không có những cái phương pháp khác, hoặc là khi đã chụp rồi thì mình vẫn phải đánh giá, nhưng cái giá trị của nó thấp ở những trường hợp này. Bệnh nhân bình thường ở tư thế nằm ngửa giống như cái chụp bụng bình thường, tuy nhiên người ta cũng có thể làm là đầu ở sang đầu vào trước hoặc là chân vào trước thì tùy cái cách chọn thì các thiết bị tính thôi. Cái đấy thì nó hoàn toàn có thể chọn được. Đây thì chỉnh bị theo hướng đầu chân, thì thông thường người ta sẽ theo chân vào trước quay ra ngoài nó sẽ phù hợp hơn, nó cũng sẽ thuận lợi hơn để cho cái việc mình tiêm. Cái phần chụp sọ người ta cho đầu vào trước, còn lại những cái thăm khám khác là người ta sẽ cho chân vào trước để cho khi mà mình tiêm được xử lý được những quan sát bệnh nhân tất cả các đều thuận lợi. Còn chỉ cái chụp phần mặt cổ mặt đầu người ta mới cho đầu vào trước. Tuy nhiên máy nó hoàn toàn cho mình chọn các kiểu, nhưng mà như thế nó phù hợp hơn. Các tham số thì ngày trước thì người ta hay dùng cái đường dây thức cắt khoảng 5 cm, nhưng mà với cái đường dây này thì hơi dày quá. Bây giờ với những cái máy hiện tại thì các nước cũng nó như là nó cũng giống như về mặt đường dây mà cũng thức cắt đấy, nó không có gì khác biệt so với cắt ở trên cả. Đấy, những cái mà dùng thương mà viêm ấy, thì thường cũng nên cắt khoảng một chút như là hoặc là cần phân biệt một số cái tổn thương đối với cấu trúc đường tiêu hóa, đối với đường tiêu hóa thì thường là phải dùng dây 1.25 hoặc 2.5 thì mới đủ để đánh giá. Nhưng còn nếu mà tháng 5 đánh giá những tổn thương của ruột thì không thể làm được. Cái thì càng mỏng thì càng tốt, nhưng mà mỏng quá thì nó cũng nó sẽ có gây nguy hại cho bóng của các những thứ khác. Nhưng thông thường thì để sử dụng các mặt phẳng tái tạo của các diện thì thường sẽ cắt trong khoảng 1-2 mm, 2 x 5.12 x 5.12 kilo vuông thì 120. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì nó giống như là cái nguyên lý của quang thôi. Cái bệnh nhân dày và bệnh nhân mỏng thì cái kilo vuông các bạn cũng có thể tăng lên. Tuy nhiên thì máy nó đặt gần như là tự động và kỹ thuật viên bây giờ người ta đôi khi thăm khám nó quá dễ dàng và quá nhanh, người ta ít người ta bỏ qua các yếu tố kỹ thuật thì thấy là cắt như thế nào nó cũng gần gần giống như thế nào. Nhưng mà thực sự với những bệnh nhân béo và dày người ta chỉ luôn như sao thôi. Cái này cái thường xuyên nó tốt thì nó sẽ đạt được cái sản phẩm tốt hơn. Trẻ con thì nó không có những cái chương trình nó khác. Nhân nhi, người lớn mà mang theo nhi thì cái liều kia nó sẽ rất là cao. Tuy nhiên kỹ thuật viên thì bây giờ thì người ta khá là lười và người ta cũng tự động và dần dần người ta quên hết các yếu tố kỹ thuật. Cũng như chụp X quang ấy, thế ta cũng chẳng cần để ý đến hàng số nó là bao nhiêu, cứ thế là bấm rồi. Nên là ghen quá chúng ta chỉnh nó sáng lên. Kỹ thuật dần dần người ta
không có cái kịch phản xạ. Và tiêm thuốc thì cũng giống như là những cái tiêm thuốc phản xạ khác thôi, về nhiều lúc các cô cũng không có gì khác biệt cả. Thì hay dùng để đánh giá các tổn thương u, đánh giá các tổn thương viêm, thì bao giờ cũng sẽ phải tiêm, đặc biệt là đối với những cái tổn thương viêm này, xem là có dùng thuốc tổn thương, cho nên là cần những tiêm thuốc những trường hợp này là bắt buộc. Cái u thì cũng phải đánh giá những sự bấm thuốc của u. Tuy nhiên thì cái